Xin chào toàn thể các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video do hai thánh ăn thực hiện. Đó là hai thánh ăn này sẽ ăn hết một thùng mì tôm. Đấy. Và trong cái thời gian thi đấu, nếu hai thánh ăn này, thánh nào mà ăn hết 15 gói mì tôm trước thì thánh đó sẽ là được với cá cược là 1 triệu đồng. Thế bây giờ chúng ta đi bóc mì tôm và chuẩn bị đón xem hai thánh ăn sẽ ăn mì tôm như thế nào. Chúng ta đi bóc mì tôm. Đây là thùng mì tôm của chúng ta. Thùng mì tôm còn nguyên tem nguyên mác nhá, còn nguyên nhá. Đầy đủ. Một thùng mì tôm hào hảo. Và thánh ăn của chúng ta sẽ là mỗi người thực hiện 15 gói mì tôm và sẽ được pha vào hai cái chậu, một cái chậu xanh và một cái chậu đỏ. Đấy, hai cái chậu, một chậu xanh và một chậu đỏ. Rồi, mọi người nhìn rõ chưa? Bây giờ chúng ta đi bóc mì tôm. Ta chia ra mỗi bên 15. Hai thánh này thì giới thiệu với các bạn một chút là hai thánh này là để nói về kg thì cũng không phải là nặng quá. Một người hơn 80 cân và một người hơn 70 cân. Nếu mà tính cả bì thì hai bạn này thì trung bình là hai bạn này khoảng mỗi bạn tăng thêm khoảng 2-3 cân bì nữa. Ok. Bây giờ chúng ta đưa lên vị trí của hai thánh ăn. Cháu phải nữa. Thế và bây giờ chúng ta đổ nước vào. Đây, mình đã chuẩn bị rất là nhiều nước sôi. Bây giờ sẽ pha cho các thánh này. Một thử thách không hề nhỏ. Thử xem các thánh của chúng ta sẽ ăn mì tôm như thế nào. Cho các thánh. Thế mà đặc biệt cái quan trọng nhất thì đó là cá cược để các thánh sẽ là lúc nãy mình nói là 1 triệu, nhưng bây giờ với cái thử thách này rất là khó này, thế nên là mình sẽ tăng lên là 3 triệu. Ăn xong trước mà lại ăn hết thì chúng ta mới là người thắng cuộc. Chúng ta sẽ để giữa. Đây còn mình chuẩn bị là hành nha các thánh ăn, cho cả hành vào. Mì tôm mà với hành thì tuyệt vời rồi các bạn, không gì bằng. 1 chậu mì tôm này là một thử thách khá là lớn. Thơm quá, mình thèm đấy chứ, đang chảy nước miếng này. Đang nói bây giờ cũng chưa ăn cơm này, thế mà phải phục vụ hai thánh ăn này trước này. Hai thánh ăn về bàn ăn của mình. Hai thánh ăn này. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin giới thiệu lại với mọi người, hai thánh ăn này là một thánh ăn mới sinh năm 2006 và một thánh ăn sinh 2008. Do đột biến gen nên hai thánh ăn này rất là to khỏe, mà đặc biệt là đột biến gen cả những khoảng khác nữa. Đặc biệt là nếu mà tính về trọng lượng thì về cân nặng của các thánh là cộng cả bì là cũng tương đối đấy. Rồi xin mời hai thanh ăn vào vị trí và sẽ đảo nó lên. Đúng không? Tôi hô bắt đầu thì mới được ăn. Vào đảo mì tôm lên cho đều đi. Đấy nhá, chúng ta cùng nhìn kỹ lại hai chậu mì tôm nhá. Chắc cũng không hề đơn giản một tí nào đó. Thế và đặc biệt là có cái số tiền cá cược ở giữa để cho các thanh ăn có động lực. Ta sẽ ăn hết bình nhiêu gói mì tôm. Đấy, một thùng mì tôm đã hết đây các bạn.
mình đã bóc hết nha. Đây này, bóc hết này, muối còn đầy này. Đấy. Đấy, bây giờ hai thánh ăn chúng ta. Nào, thời gian chuẩn bị, hai thánh ăn. Hai thánh ăn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng nhá. Tôi đến từ 3 đến 1 là chúng ta bắt đầu. 3 2 1 bắt đầu. Cứ bình tĩnh, thánh nào mà thiếu nước thì để bổ sung nước nha. Bình tĩnh. Quả thực là không hề dễ các bạn ạ. Với hàng chậu mì tôm như này. Mì tôm rất là ngon. Theo các bạn thì các thánh này, thánh nào sẽ là người thắng cuộc và thánh nào sẽ là người ăn nhanh hơn? Thực ra thì về trọng lượng thì thánh áo cam thì nặng hơn khoảng 5 đến 7 kg. Thế nhưng mà xét về nặng bì thì hai bạn này là hai thánh này là có cái tính trừ bì là hai thánh này là ngang nhau. Nên chính vì thế nên là cũng là cân tải cân sức chứ không có sự chênh lệch gì. Quá ngon, thơm quá các bạn ạ. Mì tôm cho hành là thơm quá. Mình đang thèm quá nhưng mà không, chắc là không được ăn. Có thùng mì tôm này mình đã pha hết vào đây cho hai thánh rồi. Thế không ăn cao đâu. Cốc sao sao chờ lấy. Tiếp mà cốc tiếp. Đây là chuẩn bị cho cốc để cho các thánh uống bổ sung nước, không có thì các thánh nghẹn. Có thánh nào ăn thêm hành thì để bổ sung hành nhá. Hành có nhiều. Đây, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường rồi. Chậu mì tôm của thánh áo cam, thánh ăn áo cam của chúng ta đây cũng chỉ còn khoảng là chắc còn khoảng 5-6 gói nữa thì cũng đã được khoảng 9-10 gói rồi. Còn thánh trắng còn nhiều hơn một tí. Chậu mì tôm của thánh áo trắng thì còn khoảng 7-8 gói nữa đấy. Mới đi được có nửa chặng đường thôi. Cố lên. Nhưng mà các thánh mà không ăn nhanh thì mì tôm càng ngày càng nở thôi ạ. Bởi mì tôm với nước thì càng ngày càng nở. Ăn càng nhanh bao nhiêu thì sẽ là độ nở sẽ chậm đi bao nhiêu. Hai thánh này thì rất là đẹp trai. Thế nhưng mà ăn khỏe này thì sau này không biết là người yêu với vợ con nuôi nổi không.
Hôm nay là sẽ là video cá cược giữa hai thánh, thánh áo cam và thánh áo trắng. Thì với tiền thưởng cược đó là 3 triệu đồng nếu thánh nào thắng cuộc, ăn xong trước, ăn nhanh hơn. Thế và các bạn nhớ theo dõi video và nhấn like, đăng ký kênh và bình luận để mình sẽ ra những cái video tiếp theo được hay hơn, hấp dẫn hơn. Đây đây đây, hai thánh nghe, hai thánh ăn đã gần hết rồi, nghe chừng cũng hơi vất vả đấy để mà nói. Mà xin phép các bạn chứ bình thường ăn 3 bát cơm đã thấy no quá rồi, mà đây ăn đến tận 15 gói mì tôm lại không phải chuyện đơn giản đâu. Đấy, các thánh ăn đến tầm giờ là cũng là đầy bụng quá rồi đấy, rất là khó. Vừa ăn vừa ợ rồi thì không biết là thánh nào mà thắng thì ăn xong thì không biết là có phải gọi 115 không. Mà từ chỗ nhà mình mà gọi 115 chắc là hơi xa. Bác gọi như bà. Gọi trước 115 tôi chết rồi. Một thử thách kia cực kỳ khó. Các bạn hãy theo dõi đi để video lần sau mình sẽ cho hai thánh này ăn trứng vịt lộn. Mỗi người sẽ ăn khoảng 30 quả trứng vịt lộn. Đây, nhiệm vụ của hai thánh đang ập ạch đấy rồi. Tôi cũng thực sự là cũng không nghĩ là hai thánh có thể ăn hết bình nhiêu quả mì tôm. Thật sự là quá bất ngờ các bạn ạ. Theo bạn là nếu mà hai bạn bỏ dở thì số tiền kia chúng ta làm thế nào? Chia cho hai bạn à? Hay là tính số lượng mì tôm còn ở chậu? Ai còn nhiều thì được ít tiền, mà ai còn ít mì tôm thì được nhiều tiền. Đây, bên thánh ăn áo cam đã gần hoàn thành rồi. Với thánh ăn áo trắng này. Để cho hai thánh này có thể là ăn hết cái số mì tôm ở chậu của bên mình. Đấy, thánh đô đã được cổ vũ rồi, bởi vì thánh đô gần về đích rồi. Mình đã quá no, mình không thể ăn được nữa. Mình xin đầu hàng thánh đô. Xin mời các bạn để ý xem. Bây giờ là hai chậu của hai thánh thì thánh đô, thánh áo đỏ đã ăn gần như là hết rồi. Và thánh áo trắng là thánh Đức. Thánh Đức thì còn khoảng 2 gói đến 2 gói rưỡi gói mì tôm ấy. Đấy, và người thắng cuộc mình tuyên bố đó là, mà vẫn còn mì tôm, theo các bạn là có cho thắng không? Chỉ còn một chút nữa thôi. Theo mình nghĩ là đã ăn được như thế này là quá giỏi rồi. Thôi mình tuyên bố thánh đô, thánh áo đỏ thắng cuộc. Xin mời thánh áo đô cầm tiền. Ôi trời ơi, có tiền thôi. Nào, xin mời thánh đô. Thánh đô hãy xòe ra và đếm lại xem có bị kẹp zip không. Rồi. Xem có đủ 3 triệu không. Đúng 6 tờ nhá. 6 tờ 3 triệu. Đấy là hôm nay video của mình sẽ đem đến cho các bạn một cái thời gian giải trí. Đấy, để mà thưởng thức hai thánh này ăn. Thế ở mỗi thánh 15 gói mì tôm. Và cơ bản là thánh áo đỏ, thánh đô chiến thắng đã hoàn thành. Thế và xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi video của mình và sẽ ủng hộ kênh của anh em bọn mình. Và các bạn hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh và bình luận và chia sẻ video của bọn mình nhá. Thôi xin chào và hẹn gặp lại. Xin mời thánh đô chào các bạn nhá.